Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát như thật rõ biết tướng thật tế của chân như, như thật rõ biết tướng thật tế của Pháp giới, Pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly xanh, định Pháp, trụ Pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, thì Đại Bồ Tát ấy đối với tất cả Pháp như thật rõ biết tướng tóm được quảng diễn này thiện hiện nếu đại bồ tát như thật rõ biết tướng thật tế của thánh đế khổ như thật rõ biết tướng thật tế của thánh đế tập diệt đạo thì đại bồ tát ấy đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn này thiện hiện nếu đại bồ tát như thật rõ biết tướng thật tế của bốn tịnh lự như thật rõ biết tướng thật tế của bốn vô lượng bốn định vô sắc thì đại bồ tát ấy đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn này thiện hiện nếu đại bồ tát như thật rõ biết tướng thật tế của tám giải thoát như thật rõ biết tướng thật tế của tám thắng xứ chín định thứ đại mười biến xứ thì đại bồ tát ấy đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn này thiện hiện nếu đại bồ tát như thật rõ biết tướng thật tế của bốn niệm trụ như thật rõ biết tướng thật tế của bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo thì đại bồ tát ấy đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn